Này là view sông này các bạn. Ở Sài Gòn nha, mà để có một cái view như thế này là các bạn phải trả ít nhất hàng trăm tỷ. Nếu mà người ta có thiện ý mà mua á, thì em có thể để lại giá nhiều. Chắc 3 tỷ rưỡi. 3 tỷ rưỡi phải không? Dạ. 3 tỷ rưỡi thấy giá này êm lắm đó các bạn. Anh Phú, anh đếm tiền lại coi đủ không anh Phú? Này mấy tỷ. Chết luôn rồi. Kiểu như có khai báo với công an không chứ nhiều công an khu vực nó nhiều tới nó tưởng là em là bóc lột lao động chưa thành niên đó nha. Phú ở nhà là phải là 2-3 ngày mới ra được một tập phim trên YouTube. Mà cái xưởng này nó sản xuất một ngày có khi là 10 tập phim. Ken thì đi chợ, về thì Ken thì nấu ăn à. Ken thì dọn dẹp rửa chén gì đó. Chỉ riêng cái hoạt động rửa chén cũng ra được một video hả? Dạ. Xin chào những người bạn vui vẻ của chương trình Độc Lạc Bình Dương. Kính thưa các bạn, Phú với Trùm Nổ đang có mặt tại Kiên Giang, đang ghé thăm cái xưởng làm phim của Úc Mini. Đây phải nói là một trong những cái xưởng làm phim đặc biệt nhất của Việt Nam. Tất cả công nhân trong xưởng đều là người Tí Hôn và hàng ngày là ở đây nó sản xuất ra từ 5 đến 10 bộ phim, xuất bản ra cả thế giới luôn và thu hút là gần cả triệu lượt xem mỗi ngày. Đây các bạn, hôm nay là mời các bạn ghé thăm cái xưởng làm phim này. Chào các bạn nha, mình Trùm Nổ Vlog. Úc Mini mua cái xưởng này cũng gần đâu nửa năm rồi, mời Phú xuống, nhưng mà đây mới là lần đầu tiên Phú xuống thăm và review cho các bạn coi cái xưởng phim này nó hoạt động như thế nào. Trùm Nổ nép quang bên hân hoan chào đón các bạn đến với tổng đạo diễn của xưởng làm phim Úc Mini chi nhánh Kiên Giang. Rất hân hạnh được đón tiếp giám đốc công ty Độc Lạc Bình Dương. Đây các bạn, đây là những cái công nhân ở xưởng này là chưa đầy đủ nha. Tài thì làm việc bên Phú nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng xuống thăm người yêu nên gia nhập luôn ở đây. Xưởng này là tất cả là bao nhiêu công nhân hết đi Úc? 6 công nhân á. 6 công nhân. Là ai kể coi? Có công nhân đầu tiên là Úc Mini nè. Em là giám đốc mà, em tổng đạo diễn mà. Tổng đạo diễn rồi. Đầu tiên là Huyền Hờ Rê, Huy Tí Hon, cô chủ nhỏ, bé Hạt Tiêu, nấu đống tre. Rồi sắp tới là nếu mà anh giám đốc Độc Lạc Bình Dương mà đuổi tài tiếp theo ấy thì có tài tiếp theo nữa. Rồi. Là 6. Là 6 không? Em mới là 7. Bây giờ anh góp ý tổng đạo diễn mình nói chuyện mà đừng có kéo kéo vậy nè. Em cũng là 7 đó. Em cũng là 7. Xưởng này thì cách thức hoạt động sản xuất phim như thế nào? Không, mình vô bên đây tí rồi cho nó mát rồi. Cái không gian ở đây rất là rộng các bạn. Phú nhìn sơ là chiều ngang của xưởng là khoảng là 11 mét ngang, chiều dài là khoảng 20, diện tích là khoảng 200. Nhưng mà nhìn sơ có một trệt một lầu, nghĩa là diện tích sàn là khoảng 400 mét vuông. Mà trong đây là công nhân nhỏ không, kiểu như có khai báo với công an không chứ nhiều công an khu vực nó nhiều tới nó tưởng là em là bóc lột lao động chưa thành niên đó nha. Không cần khai báo. Trên mạng mọi người đều biết hết rồi, không cần phải khai báo. Cô chủ nhỏ hỏi làm việc ở đây bà chủ có bóc lột không? Dạ không ạ. Làm việc ở đây rất là thoải mái. Tự do. Cách thức làm việc là như thế nào? Cách thức làm việc như thế nào mà các bạn? Phú ở nhà là phải là 2-3 ngày mới ra được một tập phim trên YouTube. Mà cái xưởng này nó sản xuất một ngày có khi là 10 tập phim. Tốc độ làm việc ghê hồn thiệt chứ. Mà tình tiết trong phim không phải là gây cấn như Hollywood gì hết á. Cứ quằn quằn quay ăn quay uống, quằn quằn quay ăn quay uống vậy mà view như vũ bão luôn. Là coi như ở trong câu lạc bộ mình á là 6-7 bạn làm việc ở đây thì mình phân chia lịch trình ăn uống như thế nào, ngày nào cũng có video lên hay vậy? Dạ, cái này để cho giám đốc. Thôi chị nói đi, chị nói. Chị cái này nó hơi gắt gối lòng vòng á xíu. Thì giống như là sáng chia ra 6 kênh đi, thì kênh thì đi chợ, về thì kênh thì nấu ăn, kênh thì dọn dẹp rửa chén gì đó. Là nghĩa là chỉ riêng cái hoạt động rửa chén cũng ra được một video hả? Dạ. Nhỏ bé xíu mà bà làm vậy chi? Chị không ai làm gì mấy chị cứ bắt em làm thì em làm thôi. Em ăn ít mà. Bà làm. Nhưng mà là ai là người bố trí, ví dụ như là tập 1 là đi chợ, tập 2 nấu ăn, tập 3 rửa chén, ai là người chỉ đạo là tổng đạo diễn này hả? Dạ đúng rồi. Không, đạo ai cũng chung mà. Ví dụ đi chợ thì người đó chờ tôi quay video. Tôi nấu ăn tôi quay video. Ví dụ như quay video lên cái kênh người đó thì anh biết là người đó sẽ nhận toàn bộ tiền, thì ví dụ như là đi chợ là người đó bao hết cả nhà luôn hay sao? Không, cả nhóm góp tiền lại. Góp tiền lại. Đi chợ. Góp tiền lại cho người quay video rồi cái lên kênh đó, rồi người rửa chén thì cũng quay luôn cái lượt đó luôn. Đúng rồi. Sau là tiền là chi đều. Dạ đúng rồi. Không phải là hay là kênh ai người đó nhận chứ. Đúng rồi ha. Dạ. Đó là các bạn đó thì nhìn
Đó là sơ bộ cái chiến lược phát triển của xưởng làm phim Uống Mini trên nhánh Kiên Giang các bạn. Đó, Phú tiết lộ sơ đó là cái thu nhập của cái xưởng này nó rất là dữ, nên là Uống Mini mới có tiền sở hữu mua luôn, mua đứt bán đoạn luôn cái xưởng này. Là hồi nãy Phú nói là diện tích sàn khoảng 400m² các bạn ha, nằm trên mặt tiền quốc lộ 80 thuộc địa phận của huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đó, mặt tiền quốc lộ nha các bạn, mà chiều ngang nó là tới gần 11m. Đó, bây giờ Phú sẽ mời Trùm Nổ ha đi một vòng để cho khán giả chúng ta là hình dung được những cái góc sản xuất trong cái xưởng phim này. Đây, cái góc mà mình ưa liên hình nhiều nhất là góc nào vậy Tổng đạo diễn? Thì vòng vòng chân Phúc ăn uống ở đây thôi nè. Rồi vô tới bếp xong rồi ở trong phòng ngủ không, rồi chỗ này sinh hoạt thì có trong cái ô mét vuông này thôi. Dạ, nghĩa như là mỗi viên gạch ở đây là nó đã góp phần sản xuất tới hàng trăm tập phim rồi các bạn. À, bây giờ mình lên tham quan ở trên tí hết các bạn ha. Chán anh Phú này thế. Đây các bạn, riêng cái liều này thôi mà cũng tạo ra được cả chục tập phim. Cái này là sao, cái câu chuyện của liều này là sao em? Cắm trại, không có liều vô đây ngủ để cắm trại thôi. Nhưng mà riêng cái đạo cụ này thì nó góp mặt trong khoảng bao nhiêu tập phim rồi? Tính sơ sơ chắc cỡ chục. Nghĩa là chi phí đầu tư nó rất là thấp các bạn, mà lợi nhuận rất là cao, nên người ta mới có tiền mua nguyên cái một cái siêu phim lớn vậy đấy. Phải không? Này này, Trùm Nổi thấy ghê không? Dạ dạ, nhưng mà em nghe nói là đang có chiến lược mới là mình sẽ mở rộng siêu phim lên, thay đổi vị trí nó đắc địa hơn rồi mà anh. Dạ, anh cũng nghe Úc Mini nói vậy. Dạ. Thấy cái xưởng này lớn quá rồi bây giờ còn muốn đang đổi. Dạ em thấy là cái quy mô phát triển vậy là mình phải mở rộng ra, mình phải đi tới trung tâm luôn chứ mình không có nằm cái kế như vậy được nữa. Ra đây đứng nói nó mới đỡ vọng này. Cái view này phải là cái view trị giá hàng chục tỷ này. Này là view sông này các bạn. Ở Sài Gòn nha, mà để có một cái view như thế này là các bạn phải trả nhất hàng trăm tỷ. View này view rất là ăn tiền á. Quá đẹp luôn, anh nhìn bên kia kìa. Quá đẹp luôn. View này là thỉnh thoảng coi được tấm tiền các bạn. Diện tích khoảng nhiêu nhỉ? Diện tích mặt sông này là cũng bằng diện tích mặt trước hả? Dạ, khoảng 1m². Dạ dạ đúng rồi. Ban đêm mà lên đây ngồi nhậu là rất là chill các bạn. Hồi tối Phú ở lại rồi, cũng làm một hai lon bia ở trên đây rồi. Nhìn bầu trời đầy sao. Ở dưới thì ghe thuyền thắp đèn chạy dập dềnh luôn. Một cái khu vực rất là lý tưởng, thơ mộng. Nhưng mà sao anh nghe nói là em đang tính mở rộng xưởng phim nữa hả? Đâu có, vẫn vậy mà. Dạ. Trùm Nổ ra tay coi. Anh là anh xuống là anh thấy cái view này đẹp lắm. Anh là cũng hâm hảo và dò xét đồ này kia. Anh cũng nghe cái ý định gục gịch của em là tính là mở cái xưởng lớn hơn mà nằm ở trung tâm đúng không? Dạ. Cái này thì nó sát sát thôi. Dạ. Cái này nó gần gần thành phố thôi. Dạ. Nhưng mà giờ anh nghe nói ý định của em là tính quýnh hẳn vô trung tâm luôn đúng không? Nên em định tính sang lại cái khu này, cái mặt bằng này đúng không? Anh này mua hay gì? Nói chung thì anh là tiền bạc là anh đem sẵn hết rồi nè. Em nhìn đi. Nãy giờ anh không dám gần xa nó luôn anh. Nói chung á là giờ anh thích chỗ này quá, đây đẹp quá, nên giờ anh muốn em sang lại cho anh thì em để cho anh cái giá nó làm sao. Đó, anh nói hẳn luôn. Anh chỉ mới đi vô dòm thôi là anh thấy khoái rồi đó. Giờ anh thấy cái khoái, anh muốn sang lại căn nhà này cái gì? Đúng, anh muốn sang lại anh phái cái view này đẹp quá. Mà em sang lại em làm gì? Ở đây em sang lại là có thể là em sẽ làm phòng lạnh. Ở trên đây là cái khu này là em làm một cái câu lạc bộ pizza chẳng hạn. Dạ. Câu lạc bộ, chuyển qua dạ dạ, câu lạc bộ pizza. Dạ, ở đây em nhìn rồi tổng thể đây có thể sắp được 6 bàn pizza. Em tính đi lợi nhuận đi, 6 bàn pizza bỏ vô. 1 giờ cho 30.000 thôi mà 6 bàn là 1 giờ hết nhiêu? 180.000 mà 1 ngày 24 tiếng thì em tính coi 3 triệu mấy chưa tính. 3 triệu mấy thì thua cái giá trị của cái sản sự sản xuất phim này. Dạ. Ngày nó thì kiếm cỡ 100 triệu rồi. Có đâu em. Em nè. Em làm ở đây á, 1 ngày em kiếm cả 100 triệu chứ khi mà em dọn ra trung tâm rồi á bắt đầu á, 1 ngày em kiếm gần cả nửa tỷ á. Đây là ít người sẽ biết tới em. Nhưng mà khi em dọn ra trung tâm rồi á thì tất cả mấy cái mà dạng như quảng cáo hay là đóng phim hay là quay tiệc cưới hay là tất cả cái gì là đó, biết em hết đó thì bây giờ. Giờ em sang lại cái này đi em để cho anh. Ok em, mình chốt giá luôn bao nhiêu em? 5 tỷ thôi. 5 tỷ hả? Anh Phú, anh đếm tiền lại coi đủ không anh Phú? Nãy em rút hàng ra em không biết còn đủ không nữa. Để lại ăn 5 tỷ thôi rồi em đi ra về chỗ khác. Này mấy tỷ. Chết luôn rồi. Không được. 5 tỷ chắc luôn ha em? Chắc rồi.
chồng chị đấy. Ví dụ quen biết quá rồi em dưới em phần em cũng muốn chuyển đi nữa, em có thể nào bớt cho anh một nhín được không, chi xíu thôi. 4.5 tỷ. Anh Phúc, anh trả giá giùm em anh Phúc. Nhưng mà Út có nhắm cái khu vực nào để mình mua tiếp theo không? Út là đầu óc kinh doanh ghê lắm các bạn. Thì nếu mà được giá thì em đi đổi với chỗ khác. Chỗ khác hả? Anh á thì xưa giờ anh đi cũng nhiều, anh cũng tham gia giao dịch bất động sản nhiều, anh thấy cái căn này rất là tiềm năng này, nếu mà em có thể sang nhượng lại thì cái giá mà thấp nhất là em có thể chia sẻ với mọi người là bao nhiêu, nghiêm túc luôn á, nếu mà người ta có thiện ý mà mua á thì em có thể để lại giá nhiều. Nếu mà có thiện ý để mua, vừa nãy nói là 5 tỷ là anh quay phim để dơ vậy cho giỡn giỡn thôi. Nếu mà có mua thì ví dụ đi để chắc 3.5 tỷ. 3.5 tỷ phải không? Dạ. 3.5 tỷ thấy giá này êm lắm đó các bạn. Nhưng mà em nhắm, ví dụ như mình bán được cái này 3.5 tỷ thì mình đặt cái xưởng làm phim ở đâu cho nó ngon hơn chưa? Nếu mà bán cái xưởng này 3.5 tỷ thì em đi ra ngoài trung tâm định giá cho gần trung tâm hơn. Em dạ. Nhắm cái căn nào ở đó chưa? Mua tầm bao nhiêu? Mua tầm cỡ 3.5 tỷ cũng được. Rồi nếu mà cái sếp cho em thêm 500 cho thì em có 4 tỷ. Nếu mà sếp hỗ trợ cho em á. Rồi nếu mà em bán cái này 3.5 tỷ thì anh cho em vay vốn thêm 500 nữa. Làm mở rộng xưởng phim rộng lên hoành tráng à. 4 tỷ luôn. Dạ rồi. Nếu mà được vậy thì quá tốt. Trong chị nhờ sếp hay có được bán, nếu mà bán được 3.5 tỷ thì với lại sếp hứa cho em mượn 500 nữa. Ok. Đó các bạn, cái mặt bằng này nó rất là tốt các bạn ha. Nằm trên mặt tiền quốc lộ, phía dưới phía trên đều tận dụng làm kinh doanh được hết. Anh Trùm Nổ phân tích rồi, trên này đặt 6 bàn pizza được luôn. Phía dưới thì mình làm một cái shop gì đó với mặt tiền 11 mét ngang. Quá tuyệt vời luôn, mà giá 3.5 tỷ là rất là hời luôn á. Nên là nếu mà bạn nào mua á thì liên hệ cho Út hay liên hệ về công ty Độc Lạ Bình Dương nha. Cứ liên hệ về công ty Độc Lạ Bình Dương. Rồi 082 6142 777. Cứ bạn cứ gọi vô đó. Này không ăn tiền cò đó. Chả còn cho mượn thêm á. Cho mượn thêm 500. Bán được còn phải cho mượn thêm 500. Cho mượn điện thoại anh cái. Wow. Ừ. Ê nãy đem có 5 triệu à? Ơi đem 5 triệu, giờ mình đem mày chờ rút cho tao 3.495 tỷ xuống, chạy xuống dưới ngay quốc lộ 81 gần gạch giá giùm coi liền không? Đang tính chốt cái đơn này mà nãy tao kêu đưa bỏ tiền vô đây, bỏ toàn là đồ gì đâu không vậy? 5 triệu à? Ừ 3.950 tỷ nữa, 595 triệu nữa không? Rồi nhanh giùm cái. Rồi cảm ơn anh. Ba ban chào tụi nó đem tiền xuống cái mấy đại gia đụng không có chốt rồi chào nó đem tiền xuống tới kịp em quất luôn. Em bấm lại cái số nãy liền nha để sở hữu căn nhà này, chứ không là bạn có Trùm Nổ mang tiền xuống kịp rạch giá Châu Thành này là coi như là các bạn mất cơ hội đó. Nhớ nha, hãy gọi là 082 6142 777. Video này thì ngoài mục đích là muốn sang nhượng xưởng phim ra, còn muốn kêu gọi quý vị là hãy ủng hộ những thành viên đang làm việc tại cái xưởng phim này các bạn không. Ai cũng bé bé thôi mà làm ăn rất là chăm chỉ đó, mỗi ngày có thể là sản xuất tới mỗi người là 2 tập phim luôn. Một cái năng lực làm việc như vậy rất là tuyệt vời, và hôm nay đã có kết quả đầu tiên, đó là sở hữu một cái bất động sản hoành tráng hàng top 10 của Kiên Giang luôn. Phú hy vọng các bạn dành sự ủng hộ quan tâm đến các kênh thành viên thuộc xưởng phim Út Mini nha. Cô Chủ Nhỏ, Bé Hạt Tiêu, Út Mini, Quyền Hà Rê, Quy Tí Hon, Tài Tí Tẹo, Nàng Út Ống Tre, Nàng Út Ống Tre. Thế rồi xì chung nó bị lắm quá luôn, xuống khúc đi mới được nha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều, vợ chồng mới bỏng nữa dạ. Chứ quên rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngắn này. Hy vọng là đại gia nào đó sẽ liên hệ trực tiếp về Độc Lạ Bình Dương để sở hữu cái xưởng phim này nha.